Để có cơ hội góp mặt tại trận chung kết World Cup 2022, siêu sao Lionel Messi cùng các đồng đội đã phải trải qua một chặng đường vô cùng gian nan, khó khăn bằng quyết tâm và khát khao vô địch mãnh liệt nhất. Hãy cùng nhìn lại hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy cảm xúc của đội tuyển Argentina tại World Cup 2022 sau đây nhé. Argentina góp mặt trong trận chung kết World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức với giấc mơ vô địch World Cup lần thứ 3, nhưng khoảnh khắc xuất thần của Mario Götze đã phá hỏng giấc mơ của họ. 8 năm sau tại Qatar, Argentina lại một lần nữa bước vào trận chung kết World Cup, lần này đối thủ của họ là đội tuyển Pháp. Điều đặc biệt đây lại là lần cuối cùng của những Messi, Di Maria, Otamendi thi đấu tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Vậy nên họ rất khát khao giành chức vô địch hơn bao giờ hết. Ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, La Albiceleste thể hiện phong độ xuất sắc khi sớm giành vé đến Qatar trước 4 vòng đấu. Đây có thể coi là bước chạy đà rất tốt để Messi và các đồng đội hướng tới chiếc cúp vàng danh giá diễn ra vào tháng 11. Argentina khởi đầu chiến dịch World Cup 2022 bằng trận thua lịch sử trước Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu đó, dù La Albiceleste vừa lên dẫn trước rất sớm nhờ bàn thắng trên chấm 11m của siêu sao Lionel Messi, nhưng sự chủ quan và thêm phần kém may mắn đã khiến họ phải trả giá rất đắt. Cú sút chéo góc của Anzei và cú sút đẹp mắt của Adosari đã khiến Argentina gục ngã trong ngày ra quân. Cả thế giới bàng hoàng trước sự kiện ngã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ và đang sở hữu cầu thủ vĩ đại nhất. Thế giới bóng đá Lionel Messi chịu thất bại muốn mắt trước đội bóng đánh giá thấp hơn rất nhiều đến từ châu Á. Thất bại ở trận ra quân khiến nhiệm vụ giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp của đội tuyển La Albiceleste trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Họ bắt buộc phải giành chiến thắng 2 trận đấu còn lại nếu muốn nuôi hy vọng vô địch giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối đầu với Mexico ở lượt trận thứ 2, Argentina tiếp tục gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Họ gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào trong hơn 60 phút. Nhưng trong tình cảnh khó khăn đó, ngôi sao lớn nhất của La Albiceleste đã biết cách tỏa sáng. Phút 64, nhận đường chuyền của Di Maria, Messi sút chìm chéo góc hạ gục thủ môn Ochoa, mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng đó mang ý nghĩa rất quan trọng giúp tinh thần toàn đội hưng phấn trở lại. Phút 87, Messi tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường chuyền kiến tạo cho Enzo Fernandez thực hiện cú cưa lỏng hạ gục thủ môn Ochoa, ấn định chiến thắng 2-0. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ 21 tuổi cho đội tuyển. Trận đấu cuối cùng gặp Ba Lan là màn đối đầu giữa hai ngôi sao tấn công hàng đầu Lionel Messi và Robert Lewandowski. Argentina áp đảo Ba Lan trong suốt hiệp 1 nhưng lại không thể ghi bàn do sự xuất sắc của thủ thành Skrtel. Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 là pha bỏ lỡ trên chấm 11m của Messi khi anh đã không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Skrtel. Sang hiệp 2, Argentina tiếp tục chơi áp đảo, họ đã được đền đáp bằng hai bàn thắng của McAllister và Alvarez. Có thể thấy các cầu thủ trẻ chơi xung quanh Messi đang có nguồn năng lượng rất lớn và sẵn sàng tỏa sáng khi El Cunha không thể ghi bàn. Hạ gục Ba Lan ở lượt trận cuối đã giúp La Albiceleste giành ngôi đầu bảng và hiên ngang tiến vào vòng 1/8 gặp đội tuyển Australia. Bước vào trận đấu loại trực tiếp, Argentina tiếp tục gặp khá nhiều khó khăn trước đại diện đến từ châu Á. Nhưng trong khó khăn đó, một lần nữa người đội trưởng của La Albiceleste lại tiếp tục lên tiếng. Phút 35, Lionel Messi đi bóng khéo léo vào trung lộ rồi cứ lỏng dệt loại bỏ hàng phòng ngự Australia cùng thủ môn Matt Ryan, mở tỷ số cho Argentina. Khoảnh khắc lóe sáng này giúp Messi có 9 bàn thắng tại các kỳ World Cup, vượt qua thành tích của Diego Maradona và chỉ kém Gabriel Batistuta một bàn. Đây cũng là trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp của Messi. Bàn mở tỷ số của Messi đã giúp Argentina dễ đá hơn trong hiệp 2, trong khi Australia buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng đó cũng là lúc hàng thủ họ liên tiếp mắc những sai lầm và một trong những sai lầm đó đã bị Julian Alvarez tận dụng để nâng tỷ số lên 2-0. Trong thế không còn gì để mất, tuyển Australia dồn toàn lực lên tấn công và họ đã được đền đáp bằng bàn thắng khá may mắn của Greg Goodwin. Chung cuộc, Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Australia và sẽ gặp Hà Lan ở tứ kết. Trận tứ kết giữa hai đội đã diễn ra theo một kịch bản vô cùng tính và có nhiều thẻ vàng nhất lịch sử World Cup. Lionel Messi tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Argentina dẫn trước Hà Lan trong gần hết thời gian của trận đấu. Những tưởng kết quả trận đấu đã sớm an bài dành cho đại diện đến từ Nam Mỹ thì ở khoảng 1 phút cuối trận, Hà Lan bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và có được hai bàn gỡ ở các phút 83 và 90+11 đều do công của tiền đạo vào sân thay người Oleg Hauser. Kết quả hòa 2 đều sau thời gian thi đấu chính thức khiến hai đội buộc phải bước vào hai hiệp phụ. Nhưng sau 30 phút của hai hiệp phụ, tỷ số hòa vẫn được giữ nguyên và hai đội phải phân định chiến thắng bằng loạt sút penalty cân não. Tại loạt đá luân luân, Argentina thể hiện bản lĩnh khi sút thành công 4/5 quả trong khi Hà Lan lại đá hỏng đến 2 quả. Chung cuộc, Argentina đánh bại Hà Lan 4-3 trên loạt sút penalty để ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2022. Đối thủ của họ ở trận bán kết sẽ là đương kim Á quân Croatia. Đội cũng vừa đánh bại Brazil 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành quyền đi tiếp. Kịch bản bất ngờ diễn ra trên sân khi La Albiceleste được đánh giá cao hơn nhưng lại chơi lép vế trước Croatia. Bộ ba tiền vệ Kovacic, Modric và Brozovic giúp đại diện châu Âu làm chủ khu vực giữa sân và thoát khỏi những pha pressing từ đối thủ. Nhưng trong một ngày, bộ đôi Messi, Alvarez thăng hoa đã khiến cho Modric hết cơ hội góp mặt trong trận chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống Argentina được hưởng quả penalty sau khi tiền đạo Alvarez bị trung vệ Livakovic bên phía Croatia phạm lỗi. Messi dễ dàng đánh bại thủ môn Livakovic để mở tỷ số trận đấu. Bàn thua đã khiến hàng thủ của Croatia trở nên lúng túng khi theo kèm tiền đạo của phương trong vòng cấm. Phút 39, tiền đạo trẻ Alvarez tiếp tục có tình huống một phá trước vòng vây của ba cầu thủ Croatia rồi tung cú dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Livakovic lần thứ hai. Chưa dừng lại ở đó, phút 69, Messi có pha solo từ khu vực gần giữa sân loại bỏ trung vệ trẻ xuất sắc nhất World Cup Gvardiol trước khi kiến tạo để Alvarez ghi bàn hoàn tất cú đúp của mình.
Trận đấu tại UCL khép lại với thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục dành cho La Albiceleste. Sau 8 năm, Messi lại có cơ hội chinh phục World Cup. Đối thủ của anh cùng đồng đội sẽ là nhà đương kim vô địch Pháp. Như vậy, công cuộc chinh phục cúp vàng thế giới của Messi và các đồng đội chỉ còn cách một trận nữa. Xuyên suốt giải đấu, La Albiceleste đã thể hiện phong độ ấn tượng sau trận mở màn đáng thất vọng. Messi và các đồng đội chắc chắn phải cảm ơn Ả Rập Xê Út vì nhờ trận thua lịch sử đó đã giúp họ bản lĩnh và thăng hoa hơn bao giờ hết.